Xem dính của các bạn nhé. Cái này hình như dính rồi các bạn ạ. Đây, một con cực kỳ là to luôn các bạn. Chuột này nó rất là to này. Đây. Đây cho các bạn xem cái này các bạn nhá. Đây mấy cái này thì đây, ăn hết bọt hết mà không dính luôn các bạn. Đây hàng chuột đấy các bạn nhá. Đây các bạn xem, ăn hết cả mồi thì không dính này. Cái này chuột chắc là to lắm này các bạn, ăn hết cả cái mồi mình mà nó không dính luôn. Cái này thì không thấy đâu rồi các bạn nhá. Hôm qua mình đặt ngay đây các bạn nhá. Cái dây đây này, mình kéo ra xem. Ủa, dính không đây. Ủa, còn to đây các bạn. Chuột này rất là to luôn các bạn nhá. Đây, khá là to rồi các bạn. Đấy các bạn, cho các bạn xem cái bẫy này này các bạn. Ơi giờ được một con rất là to này các bạn ơi. Đây. Buồn cười thế nhỉ, lúc nào mình bẫy cũng bẫy dính được mấy con chuột nhỏ này các bạn ạ. Ơi đây, công nhận mấy con chuột này nó vẫn dính được các bạn nhé. Nhỏ thế này dính ngay cái đuôi thôi các bạn ạ, dính cái đuôi nhá. Đây, buồn cười quá. Ây giời, ê mày tuổi gì mày đi ăn nha mồi tao. Đây các bạn nha, đây dính được hai con này các bạn. Mình đạt khá là nhiều bẫy mà dính được hai con các bạn nhé. Toàn là ăn hết cái mồi mà không dính các bạn ạ. Đây đồng con rất là cực kỳ là to khủng luôn các bạn. Đây các bạn nha, đây được ba con, nói chung là được ba con, một con thì rất là khủng. Ơi giời, con chuột này nhỏ xíu mà vẫn dính được cái đuôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy cười. Các bạn nhá, mình sẽ làm món thịt chuột xào sả ớt các bạn nhé. Đây là ớt đây các bạn, còn đây là sả các bạn nhé. Đây là món thịt chuột của mình đây các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu xào các bạn nhá. Wow các bạn ơi, cực kỳ là thơm luôn các bạn nhá. Rất thơm nha các bạn nha. Wow, cực kỳ thơm nha các bạn ơi.
Mọi người à, đây là món đặc sản thịt chuột xào ớt, xào xả ớt các bạn nhé. Đây rất là thơm các bạn nhé. Đấy các bạn. Rồi bây giờ xin mời các bạn anh em cùng mình thưởng thức món thịt chuột xào xả ớt của mình các bạn nhé. Xin mời các bạn nhé. Rồi trước tiên thì mình sẽ thưởng thức cái đùi trước các bạn ạ. Cái đùi đùi chuột các bạn nhé. Đây. Xin mời các bạn nhé. Thơm quá các bạn ơi. Cực kỳ là thơm đấy các bạn. Xin mời các bạn nhé. Khá là cay đó các bạn. Khá là ngon đó các bạn nhá. Bữa món này có một chút bia là hợp đấy các bạn. Ngon quá. Rất là giòn nhé các bạn nhá. Ăn thành cay đấy các bạn nhá. Ngon quá. Lần đầu mình xào xả ớt cực kỳ là ngon đấy các bạn. Quá là ngon đấy các bạn ơi. Hơi là cay các bạn nhé. Không thể che đâu được. Mời các bạn nhé. Ăn cực đá luôn nhé các bạn ơi. Món này rất là ngon, rất là thơm các bạn. Xin mời các bạn nhé. Vừa cay vừa ngon các bạn ạ. Quá ngon các bạn ạ. Xin mời các bạn nhé. Quá là phê các bạn ạ. Quá ngon các bạn ơi. Vâng, chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp của mình nhá. Xin chào.